Thầy xin chào tất cả các em trường tiểu học Tân Tạo A. Hôm nay chúng ta lại tiếp tục gặp nhau trong chương trình học trực tuyến môn âm nhạc. Trong chương trình âm nhạc lớp 2, chúng ta được học một số bài hát nước ngoài. Và hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về một đất nước Pháp xinh đẹp qua bài hát Chú chim nhỏ dễ thương, nhạc Pháp lời Việt của nhạc sĩ Hoàng Anh. Nước Pháp luôn gửi đến cho chúng ta cảm giác về sự lãng mạn, hào hoa, đầy bí ẩn và kiêu hãnh. Với lịch sử lâu đời cùng bề dày văn hóa, Pháp luôn được coi là một trong những trung tâm chính trị, văn hóa nghệ thuật có ảnh hưởng mạnh mẽ nhất trong khu vực châu Âu cũng như trên toàn thế giới. Thủ đô Paris của nước Pháp được mệnh danh là kinh đô của ánh sáng, là nơi lãng mạn bậc nhất thế giới. Đến với nước Pháp, các bạn bị hấp dẫn bởi những điểm du lịch như Khải Hoàn Môn, Tháp Eiffel, nhà thờ Đức Bà, dòng sông Sen thơ mộng. Không chỉ có cung điện, lâu đài, bảo tàng nguy nga, tráng lệ, Pháp còn có rất nhiều khung cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp như những cánh đồng hoa oải hương và những vườn nho rộng ngút ngàn khắp nơi trên đất Pháp. Bây giờ thầy sẽ hát mẫu cho các em nghe bài Chú chim nhỏ dễ thương, nhạc Pháp, lời Việt của nhạc sĩ Hoàng Anh. Lại đây hỡi chú chim nhỏ xinh dễ thương này, lại đây hỡi chú chim nhỏ xinh dễ thương. Mời bạn cùng hòa nhịp câu hát, chim líu lo hót theo vang lừng. Chim ơi chim, mời bạn hiền cất tiếng hát nào bạn hiền. Lại đây hỡi chú chim nhỏ xinh dễ thương này, lại đây hỡi chú chim nhỏ xinh dễ thương. Các em vừa nghe thầy hát mẫu bài Chú chim nhỏ dễ thương, nhạc Pháp, lời Việt của nhạc sĩ Hoàng Anh. Để hát bài hát nhanh thuộc hơn, chuẩn xác hơn, thì các em nên đọc lời ca theo tiết tấu. Bài hát Chú chim nhỏ dễ thương được viết ở nhịp 4-4 và được thầy tạm chia thành 6 câu hát với tính chất âm nhạc, vui tươi, hồn nhiên. Và bây giờ xin mời các em cùng đọc lời ca theo tiết tấu. Lại đây hỡi chú chim nhỏ xinh dễ thương này, lại đây hỡi chú chim nhỏ xinh dễ thương. Mời bạn cùng hòa nhịp câu hát, chim líu lo hót theo vang lừng. Chim ơi chim, mời bạn hiền cất tiếng hát nào bạn hiền. Lại đây hỡi chú chim nhỏ xinh dễ thương này, lại đây hỡi chú chim nhỏ xinh dễ thương. Thầy xin mời các em đọc lại một lần theo tiết tấu. Bây giờ chúng ta sẽ học hát từng câu. Câu thứ nhất, lại đây hỡi chú chim nhỏ xinh dễ thương này. Các em nghe thầy hát mẫu và bắt nhịp cho các em cùng hát. Lại đây hỡi chú chim nhỏ xinh dễ thương này, lại đây hỡi chú chim nhỏ xinh dễ thương. Các em hát câu thứ nhất, lại đây hỡi chú chim nhỏ xinh dễ thương này. 2, 1. Các em lặp lại lần nữa. 2, 1. Các em tập tiếp câu 2. 2, 1. Các em lặp lại lần nữa. 2, 1. Các em ghép câu 1 và câu 2. Lại đây hỡi chú chim nhỏ xinh dễ thương này, lại đây hỡi chú chim nhỏ xinh dễ thương. Các bạn tập câu tiếp theo.
Các bạn tập câu tiếp theo. Các bạn ghép hai câu lại. Mời bạn cùng hòa nhịp câu hát. Chim líu lo hót theo vang lừng. Chim ơi chim, mời bạn hiền cất tiếng hát. Nào bạn hiền. Bây giờ chúng ta ghép cả bài. Lại đây hỡi chú chim nhỏ xinh dễ thương này. Lại đây hỡi chú chim nhỏ xinh dễ thương. Mời bạn cùng hòa nhịp câu hát. Chim líu lo hót theo vang lừng. Chim ơi chim, mời bạn hiền cất tiếng hát. Nào bạn hiền. Lại đây hỡi chú chim nhỏ xinh dễ thương này. Lại đây hỡi chú chim nhỏ xinh dễ thương. Tiết học hôm nay chúng ta tạm dừng ở đây. Thầy hy vọng ở nhà các em tập luyện thường xuyên. Có điều gì thắc mắc, các em hãy nhắn tin hỏi thầy. Thầy xin chào và hẹn gặp lại các em trong tiết học lần sau.